Tập 37. Sự việc thành ra thế này rồi. Vì để bắt được tên Sáo Cơ, gánh tội cho Lý Hạo Triết và lão Bì kia, tôi liền để Lý Hạo Triết làm người liên lạc của tôi. Chuyện này, sau khi tôi và hội trưởng Hàn bàn bạc, đã báo cáo lên cấp trên và được phê chuẩn. Sao thầy là như vậy chứ? Chuyện này quá nguy hiểm. Em là đồ đệ duy nhất của tôi. Sau này em phải ưu tú, có tiền đồ hơn tôi. Hơn nữa, lãnh đạo cục đang nghiên cứu, chuẩn bị để em rời khỏi chức vị hiện tại, để làm giám trưởng giám bộ. Không thể kéo chân em lại vào lúc này được. Giám trưởng gì chứ? Em không đi đâu cả, chỉ đi theo thầy thôi. Em đó là dở trò tiểu thư rồi. Tiểu Hoàng, bây giờ cô lập tức dẫn người đi bắt lão Bì. Được. Quay về em tính sổ với thầy. Đợi một chút. Tôi đã cài mã đọc Sáo Cơ vào điện thoại của lão Bì. Điện thoại của anh ta đã trở thành một thứ định vị. Em chỉ cần định vị điện thoại của anh ta là có thể tìm được lão Bì. Em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Cậu đi bắt Lý Hạo Triết. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có gì. Hôm nay hẹn hai người ở đây là muốn kết thúc mọi chuyện. Anh có ý gì? Cái gì mà kết thúc gì chứ? Dạ Tỉnh Tỉnh. Không phải chị vẫn luôn muốn biết chị gái chị đã chết như thế nào sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho chị biết. Chị gái chị là bị tôi bất cẩn đẩy ngã xuống lầu. Gã chết. Không thể nào. Sao có thể liên quan tới cậu được chứ? Hạo Triết, rốt cuộc chuyện này là sao? Ai đó? Xin chào, xin hãy mở cửa. Các cậu là... Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát sao? Các cậu có chuyện gì? Chuyện là như thế này. Tất cả mọi việc là do một mình tôi làm ra. Trước đây không nói với chị biết. Là vì tôi biết sức khỏe của chị không tốt. Tôi muốn chăm sóc chị thay chị gái. Tiểu Khả, xin lỗi em. Khả Khả, có phải Hạo Triết đang ở chỗ em không? Đúng vậy, tụi em đang ở cùng nhau. Hai đứa đang ở đâu? Khu nghỉ ngơi Lộ Thiên ở đường Kiến Tân. Đây là một tờ đơn ly hôn. Hôn lễ của chúng ta đừng tổ chức nữa. Chúng ta ly hôn đi. Em phải đi tìm một người tốt hơn. Gả cho người ta đi. Thầy Bì, anh định đi đâu đấy? Cảnh sát Hoàng, cô đang chấp nhận nhiệm vụ đấy à? Đúng vậy. Tôi hỏi anh đang định đi đâu đây?
Tôi vốn định ra ngoài một chuyến, nhưng bây giờ xem ra hình như còn xa hơn so với tưởng tượng của tôi. Nói cho anh một tin tốt, chúng tôi vừa bắt được kẻ cầm đầu của tổ chức mại dâm. Đi với tôi một chuyến nào. Được. Khi nào thì qua đó bắt người. Đợi thêm chút nữa đi. Cho tụi nó thêm mấy phút nữa. Lát nữa một mình tôi qua đó cho. Mọi người đừng qua. Hãy ký tên trước mặt anh đi. Đào, Tiểu Khả, tới đây. Đào, cầm lấy. Hạo Triết không muốn. Ký tên đi, em không muốn. Ký đi. Anh xin em đấy. Ký đi. Hạo Triết, em không muốn. Hạo Triết, em đợi anh. Hạo Triết, không, em không muốn. Anh xin em đấy, Tiểu Khả. Em không muốn ký tên. Anh xin em đấy, Tiểu Khả. Em không muốn. Hạo Triết, em xin anh đấy. Đừng bắt em ký nữa. Hạo Triết, em có thể đợi anh. Thạch Đông, nếu như anh chỉ là tài xế của Hoàng Bán Thành và không hề tham gia vào việc giết người, thì tội của anh vốn chỉ không lớn. Phạt tù 5-3 năm là có thể ra tù. Nếu như anh có thể nói cho tôi biết người liên lạc với anh là ai, ông chủ là ai, chứng cứ tham nhũng của Trương Nghĩa Lâm và 4 vị quan chức khác ở đâu, tôi đảm bảo anh có thể được miễn giảm hình phạt. Cảnh sát Lương, tôi có thể tin lời anh nói không? Nếu như tôi nói có thể được giảm hình phạt thật sao? Nếu như tin tức anh cung cấp có thể thúc đẩy mạnh tới vụ án, tôi đảm bảo sẽ xin giảm hình phạt cho anh. Nhưng mà nếu như anh biết người liên lạc với mình là ai mà không chịu nói, là tội bao che. Lúc cân nhắc mức hình phạt, anh sẽ không chỉ đơn giản là một tài xế lái xe đưa đón quan chức cho Hoàng Bán Thành thôi đâu. Tôi biết người đó là ai. Nói đi. Người đó là ai? Người đó tên Giang Chí Bân, là luật sư riêng của Hoàng Bán Thành. Còn về ông chủ của anh ta thì tôi chưa từng gặp. Chỉ cần các anh bắt được Giang Chí Bân, lần ra manh mối đó chắc chắn có thể bắt được con cá lớn. Chứng cứ tham nhũng của Trương Nghĩa Lâm và đồng bọn thì tôi không biết. Chỉ cần các anh bắt được ông chủ lớn kia thì chắc chắn sẽ có thể tìm được. Anh chắc là Giang Chí Bân chứ? Tôi chắc chắn. Thông tin về gia đình Giang Chí Bân đã được xác định chưa? Xác định rồi. Đã xác thực. Lần này nhất định không được để hắn chạy bước. Nghe nói cậu muốn gặp tôi. Cậu phải biết không chỉ một mình tôi đang nghe cậu nói. Mỗi một câu nói sẽ được ghi chép lại.
Tôi có thể nói cho anh biết một thông tin vô cùng có giá trị, nhưng tôi yêu cầu lúc cân nhắc mức hình phạt hãy giảm án phạt giúp tôi. Vậy phải xem chuyện cậu nói có thực sự đáng tin hay không đã. Nếu như đúng là như vậy, chúng tôi sẽ nhắc tới tình tiết giảm tội với tòa án. Chuyện tôi nói có liên quan tới Sáu Cơ. Sáu Cơ, nói đi. Về Sáu Cơ, thực ra đó là một người khác. Cậu có ý gì? Lưu Hồng Đào, anh ta chính là Sáu Cơ. Không phải cậu nói Hoàng Bán Thành là Sáu Cơ sao? Lưu Hồng Đào và Hoàng Bán Thành, thực ra bọn họ cùng một chuột. Tỉnh Đức Trai, xem ra những thứ đồ cổ này có khả năng là mua từ tiệm đồ cổ tỉnh Đức Trai này. Đúng, xem ra chúng ta tới tiệm đồ cổ tỉnh Đức Trai này thì sẽ có thể tìm được Giang Chí Bân. Được, chúng ta tới tỉnh Đức Trai xem. Cậu hãy nói xem, Lưu Hồng Đào và Hoàng Bán Thành làm sao lại trở thành đồng bọn với nhau? Cái này phải nói từ Hoàng Bán Thành giết chết Ngụy Kiệt, dẫn động viên Ba Khua, một người bạn gái của Ngụy Kiệt, là người dưới tay Hoàng Bán Thành. Ngụy Kiệt hợp tác với bạn gái anh ta, lén quay lại clip quan chức mua dâm và dùng đó để bắt chẹt đám quan chức. Thế là Hoàng Bán Thành hẹn Ngụy Kiệt gặp mặt ở hồ nước nóng. Ông chủ Hoàng quả nhiên hào phóng, tôi thích. Đi kiểm tra tiền của cậu đi. Mở ra đi. Giám đốc Hoàng, giám đốc Hoàng, giữ tên dốc này sớm muộn gì cũng gây quả. Lát nữa giúp tôi ném hắn xuống dưới lầu. Giám đốc Hoàng, tôi chưa từng làm những việc như vậy. Tôi không dám. Lái xe cho đàng hoàng, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có nhiều chuyện. Nếu không, hắn chỉ là kết cục của cậu. Mặc đồ vào cho hắn, rồi nhét vào trong vali. Được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Cái chết của Trịnh Quốc Cường và Tiêu Phong là thế nào? Trịnh Quốc Cường và Tiêu Phong là bị Lưu Hồng Đào và Quan Bán Thành hợp mưu giết hại. Nói như vậy, Lưu Hồng Đào một mặt giả là Sáu Cơ, phá hoại việc làm ăn của Quan Bán Thành, một mặt khiến cảnh sát chúng tôi tăng thêm áp lực cho cậu ta, để cậu ta đi điều tra Sáu Cơ. Đúng vậy. Lý Hậu Triết và Lão Bì tiếp quản việc làm ăn của Giả Minh Minh chính là minh chứng tốt nhất. Tôi và Lý Hậu Triết chẳng qua đều chỉ là một quân cờ của Lưu Hồng Đào mà thôi. Lưu Hồng Đào căn bản không có thời gian gây án. Vậy nên những điều cậu nói căn bản không có khả năng xảy ra. Xin chào. Hai người tới mua đồ cổ sao? Cảnh sát phá án. Chỗ chúng tôi làm ăn chính đáng. Có từng nhìn thấy người này chưa? Từng gặp. Anh ấy là khách quen của tiệm chúng tôi. Anh ta tới chỗ cô mua đồ cổ không? Có mua. Hơn nữa còn toàn mua những đồ khá đắt. Gần đây anh ta có tới không? Gần đây không thấy tới. Tiệm các cô có ghi lại lịch sử bán hàng không? Có. Mỗi một giao dịch đều được ghi lại, đồng thời giá cả cũng được công khai. Lấy ghi chép lịch sử của các cô đi. Thầy à, xem ra Giang Chí Bân này đúng là đã mua ở đây không ít đồ cổ. Hơn nữa giá mà anh ta đưa ra đều rất cao. Thầy xem, ở đây là 1 triệu tệ, chỗ này là 800 ngàn tệ. Mỗi lần sau khi Giang Chí Bân mua hàng, phía sau đều có ghi chép trả hàng. Đúng vậy. Hơn nữa sau khi hắn ta mua đồ cổ, chưa tới 1 tháng là có người khác đến trả hàng cho hắn ta. Giang Chí Bân mua vào là 1 triệu tệ, còn người ta trả hàng là 950 ngàn tệ. Tôi hiểu rồi. Ông chủ các cô ở đây không? Có chuyện gì sao? Bây giờ chúng tôi đang điều tra một vụ án hình sự vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên tôi mong cô hãy hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc này. Đi gọi đi. Vậy hai người chờ một chút. Cậu cũng là một quân cờ của Lưu Hồng Đào. Tại sao cậu ta lại bắt cậu? Đưa cậu tới đồn cảnh sát chẳng phải là tìm chết sao? Lưu Hồng Đào nói muốn thay đổi quá khứ. Anh ta quỷ việc làm ăn của Hoàng Bán Thành, sau đó xây dựng lại toàn bộ. Bởi vì trong tay anh ta có chứng cứ tham nhũng của Trương Nghĩa Lâm và đồng bọn. Chỉ cần có thứ này, xây dựng lại toàn bộ tuyệt đối không phải là việc gì khó. Cậu nói là chứng cứ đó ở trong tay Lưu Hồng Đào sao? Không sai. Đây chính là vốn để đổi lại quá khứ của anh ta. Hai vị có chuyện gì không? Anh là ông chủ ở đây sao? Đúng. Anh có thể giải thích cho tôi một chút. Cái này là sao không? Nếu hai người đã hỏi chuyện này là sao, thì tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Thật ra tôi cũng biết chuyện là thế nào. Tôi cũng chỉ là muốn kiếm một chút tiền thôi. Còn về việc người ta tới trả đồ cổ là ai, thì tôi thật sự không biết. Có điều một lần anh ta tới đều trùm rất kín kẽ, rất thần bí. Anh nhìn khoản này đi, con số không hề nhỏ. Tôi không thể nào đưa nhiều tiền mặt cho anh ta. Mỗi lần tôi trả tiền cho anh ta, anh ta đều đưa cho tôi một số tài khoản khác. Tôi cảm thấy những tài khoản đó chắc chắn không phải của anh ta. Nếu như hai người thật sự muốn dựa vào manh mối từ số tài khoản này để tìm anh ta, tôi cảm thấy không thể nào đâu. Tôi chưa nói gì cũng chưa hỏi gì, anh đã nói nhiều như vậy. Xem ra cũng biết không ít chuyện. Có một lần tôi nghe được anh ta gọi điện thoại, có nhắc đến chùa miếu gì đó.
Sau đó tôi suy nghĩ kỹ, thấy trên người anh ta đúng là có mùi hương khói. Ít nhất có thể nói anh ta thường xuyên tới những chỗ này. Cụ thể là tới nơi nào thì tôi thật sự không biết. Anh không biết. Tôi biết. Cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Cảm ơn. Nghe nói anh muốn gặp tôi. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Nói đi, chuyện quan trọng gì? Tôi biết Sáu Cơ là ai. Ai? Lưu Hồng Đào. Anh dựa vào đâu mà nói cô ấy như vậy? Tôi có chứng cứ. Chứng cứ gì? Có một lần tôi gọi điện với hắn, tôi đã lén ghi âm lại. Anh cho rằng tôi là Lưu Hồng Đào và sắp xếp việc làm ăn giả cho anh. Mục đích là để gắn tội danh tổ chức mại dâm lên người anh, rồi sau đó dùng thân phận đặc thù của cảnh sát để xử anh sao? Không lẽ không phải như vậy sao? Không sai, anh đoán đúng rồi. Tôi chính là Lưu Hồng Đào. Tôi cũng không có gì để giấu giếm cả. Chuyện anh và Lý Hạo Triết giết chết Giả Minh Minh, Lý Hạo Triết đã nói hết cho tôi biết rồi. Nếu như tôi muốn bắt anh thì mấy tháng trước tôi đã bắt rồi. Danh sách phụ nữ do Lý Hạo Triết đưa cho anh đúng không? Đúng vậy. Chuyện của anh tôi đã biết hết rồi. Vậy tại sao cậu lại không bắt tôi? Tôi bắt anh tức là cũng bắt luôn em rể tôi. Tôi mà làm vậy, em gái của tôi sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Lời cậu nói không giống một cảnh sát. Cảnh sát chỉ là một thân phận của tôi công khai với bên ngoài thôi. Tôi còn một thân phận khác nữa. Đó là hắc cảnh. Sao tôi có thể tin giọng nói là của Lưu Hồng Đào chứ? Có phải là giọng của Lưu Hồng Đào hay không? Các anh có thể đi điều tra. Tôi chỉ là muốn kiếm cho mình một cơ hội giảm nhẹ hình phạt. Sao có thể chứ? Hạo Triết sao có thể là tội phạm giết người được? Chị sẽ gọi điện cho anh trai em gái. Đừng gọi nữa. Là anh trai em đích thân tới đưa Hạo Triết đi. Đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chính miệng Hạo Triết đã nói với em. Đội trưởng Hàn, lục soát cho tôi. Đây là anh Hàn. Anh đang làm gì vậy? Tôi đang nghĩ, nếu như số mệnh của tôi phải kết thúc thì cũng chẳng thoát được. Nếu như số mệnh của tôi chưa tận, quay về một chuyến chắc cũng không sao. Thầy, đã tới lúc này rồi, chúng ta còn quay về làm gì? Có một khoản tiền tôi để ở chỗ ở. Tiền? Bao nhiêu tiền? Bảy triệu tệ. Bảy triệu? Bảy triệu tệ sao? Quay về. Thầy, xem ra số mệnh của chúng ta đã hết. Chúng ta lợi dụng người khác tham tài tham sắc, gom góp được bao nhiêu của cải như thế này. Nhưng ai ngờ được, chúng ta cũng chết vì một chữ tham này. Không còn gì để nói. Đội trưởng Hàn,
Tiểu Hoàng, đã bắt được người chưa? Bắt được rồi. Lưu Hồng Đào có bên cạnh anh không? Có. Anh muốn nói chuyện với thầy ấy sao? Ở đó ngoại trừ hai người, còn có người nào khác? Có, họ tới đây giúp đỡ rồi. Thầy à. Thầy, còng tay Lưu Hồng Đào lại, lấy súng của cậu ta xuống cho tôi. Cái gì? Anh nói gì thế? Còng tay Lưu Hồng Đào lại, lấy súng của cậu ta xuống cho tôi. Tại sao? Làm theo lời tôi nói đi. Tôi nhắn tin cho đồng nghiệp bên cạnh cô, kêu họ phối hợp với cô hành động. Lên xe rồi tôi sẽ nói cho cô biết tại sao. Cũng nói cho Lưu Hồng Đào biết tại sao. Được rồi. Thầy, cho em mượn còng tay của thầy một chút. Làm gì? Mượn dùng một chút. Em làm gì vậy? Tay kia. Em có thể giải thích cho tôi không? Đây là sao? Thầy à, xin lỗi. Đội trưởng Hạng bảo em làm thế. Lên xe thôi. Lên xe, anh ấy sẽ nói cho chúng ta biết tại sao. Hai người đó. Đem những thứ này về cục. Đội trưởng Hàng, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh Hàng, rốt cuộc anh em làm sao vậy? Sao còn tay anh ấy, còn lấy súng của anh ấy nữa? Bây giờ chúng tôi nghi ngờ Lưu Hồng Đào chính là Sáu Cơ. Anh trai em sao có thể là Sáu Cơ? Không thể nào. Tôi nói rồi, chỉ là nghi ngờ. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chị Tiểu Huệ, không thể nào. Chuyện là như vậy đó. Tôi cảm thấy lời khai của Thạch Đông hợp tình hợp lý. Anh ta toàn là nói linh tinh. Tôi không phải đồng bọn của Hoàng Bán Thành, lại càng không giết người. Vậy cô giải thích thế nào lời khai của lão Bì? Đội trưởng Hàn, anh cũng nói rồi, giọng nói đó là được bóp méo rồi. Sao có thể chứng minh là tôi nói chứ? Lưu Hồng Đào, vậy tôi hỏi cậu, thời gian Lý Hạo Triết làm tay trong của cậu, cậu lấy từ chỗ phần tử phạm tội tổng cộng bao nhiêu tiền? 530.000 tệ. Cậu chắc chứ? Chắc. Tôi vốn muốn đợi sau khi bắt được người sẽ giao nộp tiền lại. Không cần nữa. Chúng tôi đã lấy được tiền từ trên trần nhà vệ sinh ở nhà cậu. Tôi có thể nói cho cậu biết, không phải 530.000 tệ mà là 1.030.000 tệ. Sao có thể? Sao nhiều hơn 500.000 tệ? Tôi nói cậu biết, chính là 500.000 tệ trong 1 triệu tệ mà Quách Vĩnh Cường lừa được từ chỗ cảnh sát chúng tôi. Số xe đi trên tiền tôi đã tra rồi, hoàn toàn giống như số chúng ta đăng ký. Cậu giải thích đi, không lẽ Quách Vĩnh Cường là do cậu cố ý thả sao? Nghe tôi nói, đây chắc chắn là vô quan. Còn nữa, chúng tôi tìm được tiền ở nhà cậu, đồng thời cũng tìm được tài liệu tham nhũng hối lộ của Trương Nghĩa Nam và 4 vị quan chức khác. Cậu giải thích đi. Điều này càng không thể nào. Thứ đó sao ở nhà tôi được? Chúng tôi còn tìm được một lượng lớn clip quan chức mua dâm và hình ảnh tư liệu dự phòng. Và rất nhiều tài liệu và clip trong này trước đây cậu đều không giao nộp cho cục. Tôi không biết những thứ đó là ở đâu ra. Cậu có phải bị vô quan hay không? Chúng tôi sẽ điều tra. Nhưng từ bây giờ, cậu tạm ngừng mọi chức vụ. Hoàng Tĩnh Nghi, cô nghe rõ? Về mặt tình mà nói, tôi không muốn tin thầy cô là Sáu Cơ. Nhưng Thạch Đầu nói rất rõ ràng rành mạch, có căn cứ rõ ràng. Hơn nữa, số tiền mà Lưu Hồng Đào báo lên quả thật không khớp với số liệu mà chúng ta tra được. Cùng với việc những tài liệu tham nhũng, nhận hối lộ của Trương Nghĩa Lam và 4 vị quan chức khác, tại sao xuất hiện ở nhà cậu ta? Những việc này cho tới bây giờ đều không thể nào giải thích được. Nhưng nếu như tôi tin Lưu Hồng Đào chính là Sáu Cơ thì mọi việc đều được giải thích rõ ràng. Tôi thà tin nhầm còn hơn bỏ sót. Trước khi sự việc chưa làm rõ, tôi bắt buộc phải coi Lưu Hồng Đào là Sáu Cơ, nghi phạm lớn nhất của vụ án này, và giam lại. Việc cô cần làm bây giờ là đưa cậu ta về đây an toàn cho tôi. Xảy ra bất cứ vấn đề gì tôi sẽ hỏi tội cô, nghe rõ chưa?
Dạ rõ. Em cũng cảm thấy tôi là sáu cơ sao? Em vẫn luôn muốn hỏi thầy, sao giấu em chuyện Lý Hạo Triết là tay trong? Tôi nói rồi, chuyện này có nguy hiểm, tôi không muốn liên lụy đến em. Cái mà thầy gọi là nguy hiểm là sợ rằng em phát hiện ra thầy và Hoàng Bá Quách hợp tác làm ăn phải không? Xem ra bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng. Đúng, tốt nhất thì đừng nói. Em còn tin tôi không? Sự thật phơi bày trước mắt em như vậy, đã không còn có thể dùng tin tưởng hay không để phán đoán tình hình nữa rồi. Em có thể tin tưởng tôi một lần cuối cùng không? Có một vài lời tôi chỉ có thể nói với một mình em. Em cảm thấy chán vẻ đẹp của tôi còn có thể chạy được sao? Để tình anh từng là thầy của em, em tin thầy thêm một lần cuối. Ở đây không có người khác. Nếu như thầy tin em, hãy nói cho em biết rốt cuộc là chuyện làm sao. Tiểu Hoàng, bất kể trước đây tôi từng làm gì, sau này sẽ làm gì, em đều phải tin tôi. Tôi là một người tốt. Thầy bảo em tin tưởng thế nào đây? Vậy em hãy coi tôi là một người xấu đi. Thầy, thầy à. Lưu Hồng Đào, tôi nhất định sẽ bắt được anh. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao để anh ta chạy mất? Tôi thấy cô không muốn mặc bộ đồng phục cảnh sát nữa rồi. Tại tôi tin nhầm anh ta. Đội trưởng Hàng, tôi xin chủ động đi bắt Lưu Hồng Đào. Tôi nhất định sẽ bắt được anh ấy. Được. Người chạy thoát ra từ tay cô, không cần biết cô dùng cách gì, phải bắt cô ta về đây cho tôi. Tôi lệnh cho cô toàn quyền phụ trách công tác điều tra vụ án sáu cơ. Đội trưởng Hàng yên tâm, không bắt được Lưu Hồng Đào, không cần anh đuổi. Tôi lập tức bỏ đồng phục cảnh sát cuốn gói rời đi. Khả Khả, Lưu Hồng Đào là người thân của em, cũng là thầy của chị. Chị với em giống nhau, đều không tin anh ta là cùng một chuột với bọn tội phạm. Việc thầy ấy chạy trốn, chị quả thật không ngờ tới. Hậu Triết bị bắt rồi, bây giờ anh trai em lại bị truy nã. Tại sao? Sao lại đối xử với em như vậy chứ? Khả Khả, lúc này chúng ta càng phải kiên cường. Nếu thầy ấy gọi điện cho hai người, hãy lập tức liên lạc với tôi. Ông chủ, anh bên bản điện tử lần trước tôi nhờ sửa đã sửa xong chưa? Là anh Đà, sửa xong rồi. Tôi đi lấy cho anh. Đây. Bao nhiêu tiền? 50 tệ. Tôi
nhớ lần trước anh nói sửa cái này cũng chỉ 30-40 tệ thôi. Thôi đi, tôi lấy anh 40 tệ. Được, tôi trả tiền thừa lại cho anh. Ngoài lấy anh bưng bản điện tử kia ra, anh ta còn đi lấy hộp cơm của tôi vừa mới đặt. Những cái khác thì không có. Trong anh bưng bản điện tử mà anh ta nhờ anh sửa có nội dung gì khác? Tôi có xem một lượt, toàn bộ là hình ảnh đời thường của một cô gái. Anh có thể nhớ lại không? Đồ của khách tôi không xem kỹ. Anh nhìn thử xem, có phải là người trong bức ảnh này không? Hình như đúng là cô gái này, chính là cô ấy. Trong đó còn gì khác nữa không? Tôi không nhìn kỹ. Được, cảm ơn, không có gì. Đi thôi. Xin chào. Đội trưởng Hàn, đúng là Lưu Hồng Đào. Anh ta lấy anh bơm ảnh điện tử từ cửa hàng sửa đồ điện, chắc là để làm lời khai cho Lý Hạo Triết. Thứ đồ phát hiện được trong chung cư của Giả Minh Minh, tôi đã bảo thợ sửa xác nhận rồi. Đúng là hình ảnh của Giả Minh Minh. Người sửa có nói bên trong còn nội dung gì khác không? Anh ta nói không chú ý. Bây giờ trong thành phố đang truy đuổi cậu ta. Cậu ta không những không ra khỏi thành phố mà quay về đi lấy anh bơm ảnh đó. Trong đó chắc chắn là có bí mật. Đúng. Anh ta còn lấy một hộp cơm ăn dở ở tiệm sửa đồ điện đó đi, chứng tỏ trên người anh ta không có chút tiền gì. Kiểm tra kỹ các trạm xe, nhất định không được để cậu ta rời khỏi thành phố. Rõ. Anh bưu ảnh điện tử đây. Sao chỉ có hình của mỗi Giả Minh Minh mà không có hình ảnh của Giả Tỉnh Tỉnh, cũng không có hình chụp chung của hai người? Cậu đi theo Thạch Đông cũng không phải chỉ mới một hai ngày. Chắc hẳn cậu cũng biết rõ anh ta là người làm việc lớn. Lần này anh ta vào đó chỉ là một cách lấy tiếng để lùi. Hoàng Bán Thành đã chết rồi. Phía cảnh sát chỉ coi anh ta là tay sai của Hoàng Bán Thành, bị giam 5-3 năm thôi. Đợi khi anh ta ra rồi cậu sẽ biết. Thế giới này không còn bất cứ ai có thể ngăn cản anh ta làm việc mà mình muốn nữa. Đương nhiên cậu cũng có thứ mà mình muốn. Bây giờ là lúc chúng ta nên châm thêm một mồi lửa cho sự niết bàn trùng sinh của anh ta rồi. Anh Thạch đã dặn tôi phải nghe theo chỉ thị của cô. Cô nói đi. Tiếp theo tôi cần phải làm gì? Tôi cần cậu giúp tôi đối phó với một người trước đã. Ai? Lưu Tiểu Khả. Tiểu Khả, dạ chúng ta có lỗi với cháu. Bà nội, không ai có lỗi gì với cháu cả. Hạo Triết chỉ lỡ tay giết người, pháp luật chắc chắn sẽ cho anh ấy một kết quả công chính. Bà yên tâm đi, cháu với Hạo Triết đã đăng ký kết hôn rồi, thì cháu chính là cháu dâu của nhà họ Lý. Sau này chuyện của Hạo Triết chính là chuyện của cháu. Cháu sẽ cùng anh ấy gánh vác chuyện này. Bà yên tâm đi. Bà mãi mãi là bà nội của cháu. Cháu sẽ thay Hạo Triết chăm sóc cho bà, được không? Tiểu Khả, có câu này của cháu là bà mãn nguyện rồi.
Và họ Lý chúng ta bây giờ chẳng còn ai. Bà cũng già rồi, không làm được việc. Bà dạy cháu làm giúp bà một việc được không? Bà nói đi. Giúp bà đi tìm Giả Tĩnh Tĩnh, thay mặt cho họ Lý xin lỗi con bé, nói nó có thể khoan dung, sau này tới tòa án, giờ đó tha cho Hậu Triết một con đường sống. Để họ phạt Hậu Triết và chúng ta ít năm tù thôi. Dạ được thưa bà, cháu nhất định sẽ đi. Đi đi, đi ngay bây giờ. Cháu sẽ đi ngay.